Chào anh em nhé, mình là kẹo ngon ba miền. Thì hôm nay mình quay trở lại giới thiệu anh em cái dòng kẹo 5.5 bên mình. 5.5 nhà mình có lấm ngắn mập, lấm thân dài, mon tư, xà lung và xuyên phá anh em nhé. Ngoài ra thì mình có cả cái mẫu kẹo chỉ giá rẻ đấy. Cái mẫu kẹo chỉ giá rẻ này thì mình đang bán là 350 anh em nhé. Nhà mình có 5.5 và 552. Thì trước khi vào giới thiệu chi tiết sản phẩm thì mình xin phép anh em, những em nào đang theo dõi được video của mình thì rất mong anh em cho mình xin một lượt like lên video và anh em đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để mình lấy thêm lượt tương tác với anh em nhá. Còn về chất lượng sản phẩm thì những em nào đã sử dụng qua hàng nhà mình có điểm nào chưa hài lòng thì anh em bình luận góp ý để mình có thể cải thiện phục vụ cho anh em tốt hơn. Còn anh em đã cảm thấy ok thì anh em bình luận là ok nhá. Mình xin chân thành cảm ơn anh em. Còn về cách thức giao dịch với mình là anh em đặt hàng mình sẽ ship series cho anh em. Anh em nhận hàng thanh toán tiền anh em đi, hàng nhà mình là không đồng kiểm nhá. Hàng không kiểm ấy là tin tưởng quyền mình mua hàng, anh em là không tin tưởng thì qua shop khác để tránh mất thời gian của đôi bên. Còn hàng nhà mình thì mình luôn cam kết với anh em là mình giới thiệu như nào sẽ gửi đến tay anh em 100% như mình giới thiệu luôn. Anh em nhận hàng không để cho mình giới thiệu, anh em cứ gửi hàng cho mình để mình gửi lại tiền cho anh em. Đó. Anh em nhận hàng về test không được ưng ý thì anh em có thể gửi lại hàng cho mình hoàn tiền cho anh em 100% luôn. Đó. Hàng nhà mình là luôn bao đổi trả cho anh em, cực kỳ là yên tâm anh em nhá. Đó. Cũng như đầu video mình đã nói thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em những cái dòng kẹo 5.5. Đấy, 5.5 nhà mình có lấm ngắn mập, lấm thân dài, monster, xà lung và xuyên phá anh em nhá, đầy đủ các loại kẹo luôn và có cả mẫu kẹo giá rẻ. Đấy thì đầu tiên giới thiệu luôn anh em là cái mẫu kẹo giá rẻ anh em nhá. Mình đang bán là 350 một cân bao ship, nhưng mà nếu mà khi gửi cho anh em thì mình tính thêm 20.000 tiền ngụy trang và là 370.000 anh em nhá. Đấy, ngụy trang cực kỳ là an toàn, khi anh em nhận hàng anh em không lo lắng về vấn đề CA anh em nhá. Đấy. Mẫu kẹo này thì vẫn là kẹo chỉ đóng máy, đó, chỉ mềm đóng máy anh em nha, nhưng mà chất lượng nó sẽ không cao được bằng cái hàng loại 1. Đó. Mẫu này thì thích hợp cho những em nào mà đi rừng và anh em đi săn đêm thì anh em chơi mẫu này tiết kiệm được một phần chi phí anh em nha. Đó. Bao chuẩn cho anh em là 70m, nếu mà anh em căn chỉnh tốt và cành ngon thì nó có thể vươn được xa hơn một chút. Đó. Nhìn thì vẫn rất là đẹp nhưng độ chuẩn nó sẽ không cao. Đó. Hàng có như thế nào mình quảng cáo như thế anh em nhá. Đảm bảo với anh em là mình giới thiệu như nào thì anh em nhận hàng y xì như mình giới thiệu luôn. Đấy. Nhận hàng không được như mình giới thiệu thì cứ gửi hàng cho mình hoàn tiền 100% luôn. Đó, mẫu này nhà mình có 5.5 và 552 anh em nhá. Đấy, 370.000 một cân bao ship bao ngụy trang. Đấy, nếu mà anh em thích chơi hàng độ chuẩn cao thì đây. Đó, hàng loại 1 bên mình, nhà mình có 5.50, 552, 554 và 556 anh em nhá. Riêng cái mẫu ngắn mập thì cực kỳ dễ chơi, không ghen cành, cành nào anh em cũng có thể chơi được luôn. Đó, cực kỳ là dễ chơi anh em nhá. Đó, đây là 5.50 này. Khi anh em mua hàng 5.50 thì kèm theo lời nhắn là 5.5 chuẩn giúp mình nhá, để mình gửi đúng hàng cho anh em. Đó. Đó. Hàng cực kỳ khuôn mắt sắc sảo luôn, vé chung 2 tầng. Đó. Còn đây là 552. Cái mẫu kẹo loại 1 này thì mình bao chuẩn cho anh em là 130m anh em nhá. Đấy, bao lắp CA là 90m. Nếu mà cành của anh em là cành nhập, cành cao cấp và anh em căn chỉnh tốt nữa thì độ chuẩn nó sẽ cao hơn nhiều luôn. Đấy, mẫu này độ ổn định cực kỳ cao luôn. Đấy, chơi cực kỳ là dễ chơi và rất là hiệu quả luôn. Còn đây là 554. Đấy, mẫu hàng loại 1 này thì mình đang bán là 450 một cân bao ship bao ngụy trang anh em nhá. Đấy, về chung hai tầng cực kỳ đều và đẹp luôn, nhìn viên kẹo đã cực kỳ khuôn mắt rồi, không một chút bao viêu góc cạnh nào anh em nhá. Đấy, không một tí viêu nào luôn. Còn đây là 556 này. Đấy, hàng bao đều bao đẹp luôn. Đấy, cái mẫu này thì anh em mua về mà anh em test không được như mình giới thiệu thì anh em gửi lại hàng cho mình hoàn tiền 100% cho anh em nhá. Đó, anh em đang chơi kẹo của anh em mà được 100m mà chơi kẹo của mình không được đến 100m thì anh em gửi lại hàng cho mình hoàn tiền 100% luôn. Đó, đảm bảo kẹo nhà mình là không thua shop nào anh em nhá. Đó, còn đây là mẫu kẹo dài. Đó, mẫu kẹo thân dài này thì nhà mình có 5.52 anh em nhá. Đó, mẫu này thì nó có độ vươn cực kỳ tốt, thích hợp cho những em nào ở vùng đồng bằng trời có gió, anh em chơi áp cao thì anh em chơi mẫu kẹo này. Đó, mẫu này thân nó dài, nó chịu được áp cao, độ vươn rất là tốt và rất trụm cự ly xa anh em nhá. Mình đang bán là 450 một cân bao ship. Đó, đó, viên kẹo cực kỳ khuôn mắt sắc sảo anh em nhá. Đó, hàng nhà mình thì 100 viên như một luôn. Còn đây là monster. Đó, mẫu monster này thì chơi cũng không ghen cành anh em nhá, nó cũng giống như mẫu ngắn mập, chơi không ghen cành, cành nặng sử dụng được luôn. Đấy, cành nặng sử dụng được và rất dễ chơi anh em nhá. Đấy, cành heavy cũng có thể chơi được luôn. Đó,
Mẫu này thì nó có độ vươn cực kỳ tốt và rất trụ cự ly size anh em nhá. Đấy, thân nó dài hơn cái mẫu ngắn mập này một chút. Đấy, viên kẹo này nó sẽ dài hơn mẫu ngắn mập một chút. Độ vươn nó sẽ nhỉnh hơn. Đấy, và độ nứt gió của nó cực kỳ tốt. Vừa rồi mình đang bán mẫu này là 500.000 nhưng bây giờ mình bán còn 450 cho anh em nhá. Đấy, anh em nào mà chưa trải nghiệm thì anh em nên trải nghiệm thử. Đó. Mẫu kẹo cực kỳ là ổn định, cực kỳ hiệu quả luôn. Anh em chơi cực kỳ ngon anh em nhá. Đấy, còn đây là xà lung. Đấy, xà lung nhập trí dây nhà mình có 5.5 và 552. Đấy, anh em nào mà chơi mẫu này thì cứ tăng áp cao lên, đẩy được tốc cao thì chơi càng phê luôn. Đó. Đấy, mẫu này thì có độ chuẩn cực kỳ cao, mình bao chuẩn cho anh em là 150m anh em nha. Đó. Mẫu này thích hợp cho những em nào mà cành không mỏng và van nội xả lớn, chơi hiệu quả nó sẽ cao hơn, đẩy được tốc mạnh, đẩy được tốc cao, chơi càng phê luôn. Nếu mà nói về độ uy lực thì không mẫu nào bằng mẫu này anh em nhá. Đó, sức phá cực kỳ mạnh luôn. Đó, mình đang bán mẫu này là 500.000, xà lung là 500 anh em nhá. Còn đây là xuyên phá ZB. Mẫu xuyên phá ZB này thích hợp cho những em nào đi rừng săn thú anh em nhá. Anh em hay đi săn những con thú lớn trong rừng thì anh em chơi mẫu này. Đó, mình đang bán là 450 một cân bao ship. Đó, mẫu này thì anh em đi rừng săn những con thú lớn ấy, thì anh em không chơi khoảng cách xa thì chơi cùng với mức áp của lấm cũng được anh em nhá. Đó, không cần tăng áp cao. Đó, mình đang bán là 450 anh em nhá. Anh em nào mua mẫu nào thì cứ liên hệ với hai đầu số clip nhá, số điện thoại và Zalo mình mà 24/24 luôn. Xin chào anh em.